chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tini. Thì Tini thấy khá là lâu rồi, trong suốt một thời gian dài Tini chưa làm clip về Furo. Thì hôm nay mình sẽ làm lại và một clip đầu tiên về Furo đó chính là unbox em này là Furo Luna 3 Plus. Thì sau cái video này sẽ là một chuỗi những video về Furo. Nếu như mà bạn nào thích cũng như là nghiên cứu về hãng Furo, nghiên cứu về máy Furo thì các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của mình để theo dõi những cái video sau nữa nha. Và đây nhân vật chính của chúng ta đây. Thì hãng chính hãng thì luôn luôn được bao bọc bởi một cái túi không dệt như thế này. Và các bạn thấy là luôn luôn nó phải có một cái tem để mà khóa cái túi lại nha. Thì trên cái tem này sẽ thể hiện là cái tên, cái dòng máy của các bạn. Rồi nếu như mà cái máy của bạn có chia ra màu theo từng loại da thì nó để luôn, giống như mấy cái máy của Tini đang là màu tím nè, dành cho da nhạy cảm, cho nên là nó để sẵn trên đây luôn. Và ở dưới thì có một cái dòng chữ là Made in China. Thì cái dòng chữ này các bạn khi mà các bạn mua, mà một số bạn Tini thấy là không phải mua trên web Furo á, mà mua sách tay các thứ á, thì các bạn rất là sợ và các bạn hay inbox hỏi Tini là ờ như vậy là hàng thật hay hàng giả. Thì ở đây mình cũng nói luôn là cái này là hàng thật thì nó cũng ghi cái dòng chữ này nha, yên tâm nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở vô trong. Đây, bên trong là một cái hộp mica cứng cáp rất là đẹp, sờ và rất là chắc chắn, nói chung là xịn sò, rất là đáng đồng tiền. Thì Tini cũng nói luôn lý do Tini mua màu tím, tại vì Tini đã dùng qua rất là nhiều màu của Furo rồi. Nếu như mà bạn nào theo dõi Tini thì các bạn cũng biết là Tini mua rất là nhiều dòng, gần như là có full tất cả các máy Furo luôn á. Cho nên là khi mà dùng xong tất cả các máy thì Tini cảm thấy màu tím là cái màu hợp với da Tini nhất. Mặc dù da của Tini là không phải là da nhạy quá nhạy cảm, mà là da của mình đó thông thường là hỗn hợp thiên về khô. Cho nên là mình đã từng dùng thử cái máy dành cho da hỗn hợp rồi, nhưng mình cảm thấy là nó chưa thích hợp với mình lắm. Nên là mình cảm thấy là cái máy này là ok nhất luôn á. Và mình quyết định mua máy này cho cái dòng mới này. Như các bạn thấy là ở phía trong cái hộp nhựa vẫn có thêm một cái tem nữa nha. Ở trên là mã vạch nè, cũng thể hiện cái tên máy với lại cái dòng máy luôn. Rồi ở phía dưới vẫn có một cái dòng chữ là Made in China luôn ha. Đó, đây. Bắt đầu mở hộp luôn nha. Thì mình sẽ mở cái tem này ra nè. Rồi xong rồi, vậy là mình cần phải mở ba cái tem. Một là cái tem màu vàng này, và cái tem trắng ở trên cạnh trên và bên cạnh ngang. Thì nó có ba cái tem. Thì bên trong gồm có một chiếc máy thiệt là xinh đẹp, trời ơi, màu tím, màu hot trend của năm nay luôn, quá đẹp luôn. Rồi ở phía trong đây á thì thông thường sẽ là dây sạc, chắc là máy này cũng sẽ vậy, không khác những cái dòng khác đâu ha. Có một cái túi để mà đựng đi du lịch, và bên trong cái túi này á thì sẽ có một cái dây sạc. Dây sạc này á, các bạn nhớ là nó sẽ không có cái đầu sạc, mà nó giống như một cái cổng kết nối USB cho chúng ta thôi. Và cái này thì cắm vô trong máy. Một cái tờ giấy giống giống như là hướng dẫn sử dụng, bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba vậy á. Rồi đây là nói về máy và hướng dẫn sử dụng. Rồi một cái em serum này là mẫu dùng thử. Rất là nhiều bạn, tại vì Tini có một cái nhóm là Furo, thì rất là nhiều bạn đã vào nhóm và hỏi là cái này để làm cái gì. Thì ở đây Tini trả lời luôn, đó chính là serum để mà các bạn dùng, giống hệt như serum tất cả các loại serum khác thôi. Đây là hãng cũng có bán cái chai full size nữa, thì hãng cho chúng ta mẫu dùng thử, nếu mà dùng hợp thì chúng ta sẽ mua loại full size để mà dùng á. Rồi bây giờ tới nhân vật chính của chúng ta, đây là cái máy. Thì hồi trước khi mà mở những cái máy trước ra thì Tini thấy có mùi silicone. Thì cái máy này cũng có, nhưng mà cái mùi nó nhẹ hơn và kiểu dễ chịu hơn á. Không biết là hãng có thay đổi gì không mà thấy ok hơn á. Rồi nhìn cái máy thì chúng ta thấy là có sự khác biệt. Đó chính là có 8 cái dòng, có 8 cái đốm này nè. Đây, và hai cái con mắt ở phía sau là được mạ vàng. Đó, thì đương nhiên có cái điểm khác thì chắc chắn thì công dụng nó sẽ khác và nó sẽ tốt hơn nhiều. Thì để biết công dụng cũng như là cái hiệu quả thật sự của em này như thế nào thì các bạn nhớ theo dõi những video sau của mình sẽ review chi tiết em này nha. Ngoài ra thì Tini có tạo một cái nhóm dành cho những bạn yêu thích máy Furo, cũng như là các bạn có những cái thắc mắc về gì về máy rửa mặt Furo thì các bạn vào đó. Nếu như mà bạn nào thích thì có thể tham gia nhóm đó với mình. Mình để đường link tham gia nhóm ở phần mô tả video này luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nhớ là đăng ký theo dõi kênh YouTube để mà đón xem những video sau của mình, chắc chắn sẽ rất là hay ho về em máy rửa mặt này đó nha.